Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong anh em nay chúng ta sẽ đến với tựa game GBO. Thì trong anh em này mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy su lon nhé anh em. Thì đây là một cái mod, một cái form mới vừa mới ra mắt trong ngày hôm nay này, mới ra mấy tiếng rồi. Đấy. Thì anh em mà chơi GBO thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy su lon nhé. Thì không nói dài dòng nữa. Đầu tiên thì để lấy được su lon anh em chắc chắn là phải lấy được tộc min rồi. Thì tộc min là nó tỷ lệ là 5% nha anh em. Đấy. Để lấy được tộc min em cần ngồi reroll tộc. Đó là tầm 5% là em lấy được và tỷ lệ là 1/3 nha em, tại vì 5% là có Fitman là Vampire này ấy. Rồi sau khi mà anh em có được tộc min rồi ấy thì anh em sẽ tới cái chỗ Land of Zoo anh em ạ. Cái Land of Zoo đâu để mình tìm ấy, cái Iceland of Zoo này ấy, đảo đảo của Minh tộc Minh ấy. Anh em tới đảo này xong anh chạy thẳng lên chỗ này nè anh em ạ. Đây anh em nói chuyện với Saron ấy, thì anh em nói chuyện Saron để anh em học skill Electro anh em ạ. Electro thường nhé, để học Electro. Khi mà anh em học được Electro rồi, anh em học full cái cây Electro đó, thì để học được anh em xuống đây anh em farm mấy con củ cà rốt, cái con này thì farm mấy con này anh em sẽ được cái củ cà rốt, anh sẽ được củ cà rốt rồi. Đây được cái củ cà rốt này anh em farm. Đấy. Rồi khi mà anh em farm được củ cà rốt rồi thì anh em sẽ bắt đầu đi farm được cà rốt rồi thì anh em sẽ gì ta, em sẽ full, anh em học full đúng không? Rồi khi nào full rồi anh em sẽ qua bên C2, anh em qua bên C2 nhé anh em. Anh em qua bên C2 thì bây giờ đường qua C2 khá là xa nên là mình cũng lười qua quá, nên là mình nói luôn cho anh em biết nha. Thì khi mà anh em qua C2 xong, anh em sẽ chạy tới cái chỗ đấu trường ấy anh em ạ. Cái Colosseum Arc ấy, cái chỗ đấu trường mà để PvP nhau ấy. Em chạy tới chỗ đấu trường đúng không? Xong rồi em sẽ chạy lên cái chỗ mà khán đài, cái chỗ khán đài chỗ cao cao ấy. Chỗ khán đài cao cao thì em sẽ, ở đó chỗ đó sẽ có tộc Min, một con tộc Min. Thì Min cục thỏ ở đó, thì em nói chuyện với nhỏ đó. Thì khi nếm chuyện cho đó thì nhỏ đó sẽ kêu anh em là cần 100 củ cà rốt, thì anh em sẽ đi chạy về đây anh em farm 100 củ. Nên là trước khi mà anh em qua C2 anh em gán, anh em học hết skill xong anh em farm tiếp 100 củ cà rốt nha anh em. Đấy, xong anh em chạy qua C2. Và sau khi chạy qua C2 xong thì trả 100 củ cà rốt thì anh em sẽ chạy về C1 và lại đảo này. Đấy, chạy về đảo này xem leo lên cái chỗ này anh em thấy có cái đền này không? Đây là chỗ này. Thì anh em đợi tới buổi tối, tầm khoảng tầm tối tối này. Đấy, thì anh em sẽ bắt đầu up farm. Ê, up farm cái gì? Em sẽ up farm mấy cái trái DF anh em ạ. Nhiều trái DF. Thì mấy farm mấy trái DF này. Đấy. Thì tỷ lệ là một trái common là sẽ được 1% nha anh em. Đấy, một trái common sẽ được 1%. Trái rare là sẽ được 5%. Trái epic là 7%. Trái legendary là 10%. Mythical là 25%. Đấy. Ngoài ra anh em có thể là giúp cái đi rút anh em. Mình đầu tiên mình giúp đi rút trước. Đấy, giúp đi rút. Em giúp đi rút thì một cái đi rút là được thêm 5%. Đấy. Cách nhanh nhất là anh em đi giúp cái trái mà rare với lại comment là epic anh em ạ. À, đừng giúp mấy cái trái legend nó lỗ lắm. Anh em đầu tiên anh em năm lại đi rút đi. Đi rút là dễ kiếm nhất rồi. Anh em có thể vô AFK server VIP là xong. Ôi sẽ AFK bên cái gì điểm bơm gì đấy. Đấy. Em AFK lại có đi rút em xài anh em vô để effort thôi. Thì tầm khoảng 20 trái là đủ đúng không? 5 x 10 20, 5 x 10 50, 50 x 2 là 100 đấy, 100%. Thì em đủ 100% rồi thì anh em xong được skill này. Đấy, em xong được. Moonlight Echo. Đấy. Thì skill là em chỉ cần nâng điểm là đủ anh em, tầm 150 điểm là đủ, 150 điểm là đủ nha. Xong anh em sau đó là anh em đợi trời tối, em nhìn lên mặt trăng này này thì nó sẽ biến thành su lông. À, rất là dễ. Thì su lông chỉ có khoảng tác dụng trong trò chơi thôi nha anh em. Khi mà anh em có su lông rồi đấy thì anh em sẽ không xài được mấy cái skill của cái khác, ví dụ là mình đang xài like nha, ví dụ mình xài sử skill like này. Anh em không cho xài không? Đấy, nghĩa là khi mà anh em đang su lông thì anh em không xài mấy khác được, anh em chỉ xài được cái này thôi. Nên là anh em có đánh nhau anh em làm gì anh em nhớ qua cẩn thận nha anh em. Đấy. Mình không biết là cứ mà mình ít máu xong mình xài su lông mình tặng thêm máu hay không. Đấy là mình không biết. Để mình test thử vài chiêu cho anh em xem nhé. Thì su lông một chiêu một cái khá là mạnh về việc farm quái này mà. Còn farm boss này khá là phế. Đấy đủ ý là chiêu AOE là nhiều. Đây này không? AOE khá là nhiều này. Chưa kể là nó lock break khá là nhiều nữa. Em xài anti nè, em xem lại. Anti có animation riêng, nó dùng khá là được. Trời, con quái chết bà rồi. Đấy, nói chung khá là ngon. Đấy, thì thế anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.